Và cũng đây là ngôi trại mà Phúc sẽ ở trong một đêm nay nha mọi người nha. Đây. Để quay cho mọi người biết, để mọi người biết là Phúc đang ở làng hay là ở trong rừng núi. Đây là ngôi trại mà Phúc với lại đứa em của mình vừa mới làm xong. Thì trong rừng núi thì những người mà đi rừng núi thì chú ý là người ta lên rừng mùa mưa mọi người, thì người ta sẽ làm những căn trại như thế này thôi. Và Phúc sẽ qua phía bên này, Phúc sẽ tắm. Bây giờ cũng đã 6 giờ chiều rồi mọi người ơi. Giờ Phúc sẽ tắm nha. Nước ở trong núi thì nhìn rất là trong sạch luôn. Đây nè. Thì những người đi núi mọi người thì người ta hay lấy nước này nè, ta sử dụng, ta uống hay là nấu ăn gì đó. Người ta lấy nước trong rừng uống thì mọi người biết sao không? Ở trong rừng là nước tự nhiên nên người ta uống thì không có sao cả. Thì chủ yếu là những người đi vào rừng á, người ta lấy cái nước này uống nè. Đó. Thì hiện giờ cũng đã là 6 giờ chiều rồi nên Phúc xuống đây là Phúc tắm thôi. Đó mọi người thấy chưa? Đây mọi người thấy không? Để phân biệt của núi với lại của động mình đó mọi người. Đây nè mình ấy da kẹt tay. Đây nè để mà chúng ta phân biệt cua ở trên núi và là cua đồng này nó khác nhau nhé. Nó khác rất là nhiều luôn. Mình chỉ sợ là cua này kẹt này. Đây nè. Thì những con cua ở trên núi thì cái càng của nó này thì là màu đỏ đó, còn những cua đồng mình là khác. Đây nè, cái màu cua trên núi này nó có khác liền đây. Mấy cái càng nó có màu đỏ mà nó có cái màu sọc sọc. Sao điện thoại mình bữa nay quen được đỏ ta. Đây nè, thì Phúc vừa mới xuống tắm mà tự nhiên gặp mấy con cua trong rừng đó mọi người, thì Phúc lấy ra này thì Phúc lấy cho mọi người xem và chỉ cho mọi người biết. Thì cua núi này nó khác liền, thấy không? Cua này cua, thấy không? Mọi người thấy cái màu nó khác đó đó. Còn cua đồng mình là khác, cua này nó có cái màu, cái càng nó màu đỏ đỏ nè, nó có cái sọc sọc, thấy không? Đó, giờ thấy rõ rồi đúng không? Thì con cua này ăn rất là ngọt mọi người ơi. Đây, nhìn rất là đẹp luôn. Đây là con cua núi nha. Đó. Giờ Phúc quay rõ cho mọi người xem luôn để phân biệt cua núi và cua nhà mình như thế nào. Ơ, kẹp tay nữa rồi. Ây ạ. Thì con cua mà dưới đồng mình với lại cua nối nó cũng giống nhau thôi, chỉ khác cái chỗ mà cái càng nó màu đỏ với lại nó có cái màu sọc sọc, mà cua này ăn rất là ngọt đó. Chưa, đây nè mọi người thấy không? Đó, không. Thì hiện tại là Phúc đang ở trong rừng. Mọi người thấy không? Đây nè, toàn là rừng núi không? Về phía bên này cũng vậy thôi. Đây nè. Có những cái hòn đá rất là cao. Có phía xa kia là có núi. À, kẹt tay. Thì cua núi này ăn rất là ngon mọi người. Đây nè.
tại giờ, tại bây giờ buổi chiều nên phút quay thì không được rõ lắm này. Và video của Phúc tới đây sẽ được phép tạm dừng nha. Thì đây là hồi nãy Phúc bắt cua này, Phúc chỉ cách cho mọi người biết đó là cua trên rừng núi và cua đồng là nó khác nhau rất là nhiều. Dù cái càng nó cũng giống nhau thôi nhưng mà cái màu nó rất là khác. Và tới đây Phúc sẽ được phép tạm dừng clip tới đây nha.